Trong rất nhiều những tính năng khác nhau trên đồng hồ, những tính năng phức tạp hay công nghệ chế tác đồng hồ đặc biệt chỉ được trang bị trên đồng hồ cao cấp. Hôm nay, Duyên Watch sẽ nhắc đến một trong những tính năng được xem là lâu đời nhất từng xuất hiện trên giới chế tác đồng hồ, đó là tính năng điểm chuông. Đồng hồ điểm chuông là một trong những loại đồng hồ và cũng là tính năng phức tạp, lâu đời nhất trong thế giới của chế tác đồng hồ, được sử dụng lần đầu trong đồng hồ treo tường. Đã từng tồn tại rất nhiều dạng đồng hồ điểm chuông như đồng hồ điểm chuông theo khắc, tức là 1/4 giờ, hay là đồng hồ điểm chuông tới phút. Chức năng điểm chuông tới phút đã có được sự cải tiến lớn khi chuyển từ đồng hồ treo tường sang đồng hồ đeo tay. Thay cho những chiếc chuông, những sợi dây đã được qua điều chỉnh gọi là chuông đĩa, được sử dụng để tiết kiệm không gian trong đồng hồ. Nhưng về mặt cấu trúc thì sẽ không có gì thay đổi. Chiếc đồng hồ điểm chuông truyền thống sẽ được khởi động bằng cách nhấn và thả một nút bấm hoặc một nút trượt ở phía mặt bên của vỏ đồng hồ. Hành động này sẽ lên dây cho lò xo để cung cấp năng lượng cho bộ chuyển động điểm chuông. Bộ phận này sử dụng hai chiếc búa để đánh vào chuông đĩa, tạo ra âm thanh trầm bổng. Âm trầm sẽ để thể hiện cho giờ, sự liên tiếp giữa hai âm sẽ để biểu thị cho khắc, tức là 1/4 giờ, và âm bổng sẽ là để đánh dấu cho phút. Ví dụ như vào 4:35, chúng ta sẽ có 4 âm trầm, 2 âm kết hợp và 5 âm bổng. Điểm chuông tới phút luôn là tính năng thách thức những nhà chế tạo và rất khó để có thể sản xuất hàng loạt. Độ phức tạp của nó khiến số lượng các chi tiết có thể đến hơn 100. Những bộ phận này phải được sản xuất, lắp ráp, điều chỉnh một cách hoàn hảo không tì vết để đồng hồ điểm chuông có thể hoạt động trơn tru. Nếu như một chi tiết nào đó không chính xác, răng cưa có thể đọc sai thời điểm và chuông sẽ không kêu đúng lúc. Chất lượng âm thanh là một trong những tiêu chí để đánh giá một chiếc đồng hồ điểm chuông thông qua một vài thông số như là tiếng ồn, âm lượng và âm sắc. Thường thì các bộ phận trong đồng hồ đếm phút không nên tạo ra những tiếng động không cần thiết khi đang hoạt động. Trong khi đó, âm lượng và âm sắc thường phụ thuộc vào thiết kế của búa và đĩa chuông. Ngoài ra, chất liệu và độ dày của vỏ đồng hồ cũng đóng vai trò lớn. Vàng được coi là có âm thanh thánh thót hơn bạch kim đặc, nhưng có những nhà sưu tầm chỉ thích đồng hồ điểm chuông tới phút với vỏ bạch kim vì âm thanh của nó độc đáo và lạ tai hơn. Cốt lõi trong vẻ đẹp của một chiếc đồng hồ điểm chuông có lẽ nằm ở việc không có hai chiếc đồng hồ nào phát ra âm thanh hoàn toàn giống nhau. Mỗi chiếc đều có dấu ấn âm thanh riêng biệt nhờ vào tay nghề và đôi tai của những người thợ đã tạo ra nó. Bạn thấy sao về tính năng tuyệt vời này? Mọi ý kiến hãy để lại ở phần bình luận bên dưới. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong các video lần sau. Duyên Watch, đại lý ủy quyền chính thức các thương hiệu đồng hồ hàng đầu thế giới. Truy cập đồnghoduyen.com để biết thêm chi tiết.